nhiều nhân cha và con và thành thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con đến với Chúa chiều hôm nay ở đây để chúng con cùng nhau chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa là một Thiên Chúa tình yêu của chúng con, cũng là một Thiên Chúa có bình an và là một Thiên Chúa có lòng thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con ở đây để với chúng con, xin chúc cho chúng con để cho chúng con biết với xa tất cả những cám dỗ, những tội lỗi, những sự khó của chúng con đến với Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con và tha tội cho chúng con. Lạy Đức Chúa Thánh Thần yêu mến của linh hồn chúng con, xin Ngài đến với chúng con trong giờ cao điểm này và hướng dẫn chúng con để chúng con có buổi trong lành tốt đẹp theo thánh ý của Chúa. Xin Chúa đến với chúng con để thánh hóa chúng con, biến đổi chúng con, xin cho chúng con có một quả tim mới, một quả tim quảng đại hơn, nhã nhặn hơn, biết thương yêu và biết tha thứ cho nhau. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn luôn hướng về Chúa với tâm tình mến yêu, phụng sự và phó thác nơi Chúa. Ôi là Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Chiều hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những sự lo lắng buồn phiền trong lòng của chúng con ở đây, tất cả những bận tâm hàng ngày, tất cả những tính toán của dân, như tất cả những cơn đau trên thể của đời mòn của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con, cất đi tất cả những sự dữ này. Chúa ban ơn bình an và chữa lành cho chúng con. Ôi là Chúa, xin Chúa thương xót chúng con là những đứa con tội lỗi. Chúng con cần lấy Chúa, chúng con cần đến tình yêu của Chúa. Xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con, thương yêu chúng con, che chở chúng con trong ơn sáng của Chúa. Xin cho chúng con luôn luôn tin tưởng, bỏ xa và tình yêu của Chúa. Chỉ không có Chúa, chúng con không là gì hết. Xin Chúa đến với chúng con, chiêm chức cho chúng con, để cho chúng con có cảm lạnh, có thân giác của chúng con, và vì thần Chúa. Ôi thần Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy mẹ Maria mến yêu, xin mẹ tha thứ tất cả những xúc phạm của chúng con đến với mẹ. Từ cho chúng con, che chở cho chúng con, chúng xin mẹ cầu bọn cho chúng con. Thần Chúa, chúng con nguyện xin tất cả những điều này, vì danh chúng thánh của Chúa Giêsu. Amen. Thank you.
con. Hãy sự thân của bạn của tôi, lại ra đôi niềm tôi cảm ơn Chúa, nguồn yêu thương của tôi. Và từ nguồn ở trong ta cảm ơn Chúa, xin quỳ dành lại ta cảm ơn Chúa. Chúng ta vẫn thì thôi, tại ta thậm chí đang đi. Chúc mừng ngày đại, vì tin ai về cầu tin tôi.
Soi sáng hướng dẫn cho từng người trong chúng ta. Trong bài tin mừng này, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở tâm trí chúng con cho chúng con am hiểu lời Chúa. Xin Chúa hun đốt trái tim chúng con cho chúng con được yêu mến lời Chúa một ngày một hơn. Xin Chúa gửi Chúa Thánh Thần đến với từng người trong chúng con đây. Chúng con khao khát Chúa Thánh Thần, khao khát Chúa đến để dạy dỗ bảo ban chúng con. Nếu không có Chúa thì làm sao chúng con hiểu được Chúa muốn nói với chúng con điều gì? Lạy Chúa Thánh Linh xin đến với chúng con, xin đụng chạm vào trái tim, mở tâm trí chúng con, cho chúng con am hiểu lời Chúa. Xin các bác, anh chị em cùng đọc với con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-xê. Vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói và không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ lới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được khoái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Thế ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Coi trong bài tin mừng này, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Nếu ai được Chúa đánh động câu nào thì xin chia sẻ với tất cả các anh chị em.
chào các ba các chị em. Qua một đoạn tin mừng ngày hôm nay thì có một đoạn gần chót, một đoạn ở giữa, khi mà đọc cái đoạn này thì ta lại nhớ tới sự kiện xảy ra chỗ mà những lần mà đi cầu nguyện. Phần các người đừng muốn được người ta gọi là thầy, thì chắc người kêu có một thầy một cha, một thầy một cha ở trên người ta thì thôi. Thì câu chuyện nó thế này, khi mà mình gặp cái một cha ở Việt Nam qua, chắc cũng lại cầu nguyện chung rồi, cũng chắc cũng đi gom góp tiền để cho những cái hội đó. Thì khi mà cha nghe những bài nhạc, đôi khi mình ở đây mình có ca hát là cha là chỉ Thiên Chúa, mà không phải chỉ Thiên Chúa, nhưng mà Chúa Giêsu cũng có những bài ca mà gọi là cha này kia gì. Thì chị Linh một có chấn chỉnh nghe, anh không được gọi Chúa Giêsu là cha, chỉ có một cha thôi, đó là Chúa Trời thôi. Nếu mà Chúa Giêsu không gọi là cha, nhưng mà đấy mình thì cha nói, thì cha nói thì mình không biết ông này ông sao cha để ông nghĩ thế nào mà ông phải chấn chỉnh những bài hát. Thứ nhất là những bài hát mình ca, nếu anh nhớ lại hết những bài ca trong này phần lớn cũng rất là nhiều, thì nói gì Chúa Giêsu cũng gọi là cha. Nhưng mà khi mà cha nói như vậy thì mình cũng không có trả lời gì hết. Cha nói ngày xưa thì người ta nói, nhưng mà bây giờ cái luật bây giờ là cấm, nó là bắt đầu nó là chấn chỉnh trở lại là không được gọi Chúa Giêsu là cha, chỉ có một Thiên Chúa thôi. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ đọc đọc cái đoạn này á, thì ra lại nghĩ một cách khác, có nghĩ có lẽ là cha cũng hơn méo mó thế nào. Trong bài tin mừng ngày nay, Chúa nói không có muốn là không có gọi ai là thầy, không ai là cha, không có ai lãnh đạo gì, chỉ có một Thiên Chúa trên trời là cha. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta không phải như thế, mà Chúa nhắc nhở chúng ta mình không có thờ phượng một ai hết. Tại vì cái thế gian này rất nhiều người thờ cái idol và thần tượng, lúc nào nghĩa là có ví dụ ca sĩ mà nó ca hay hết là thần tượng hay là tôn vinh lên đấy, đúng không, thần nào cũng là thờ lên hết, ông thầy thờ là thần là tượng đó. Thì có lẽ là nghĩ là Chúa muốn nhắc này, chỉ có một người con, chỉ có tin tưởng vào một Thiên Chúa trên trời thôi, chứ không cái danh từ mà cha hay là thầy. Bởi vì để trong cái mọc đơn ở đây thầy hay cha đấy, thì nó có ý nghĩa khác, chứ không phải mà mình gọi cha là vi phạm cái luật mà Chúa dạy ở đây. Mà khi mới chỉ lên một đó như giảng thế đấy, thì mình chả biết nói thế nào, nhưng mà điều cái mà biết chắc chắn là cha đã mất đi một số tiền. Tại vì cha đi duyên tiền mà cha nói chặt tức mình, thì mình làm sao mình không cho cha tiền nữa. Thầy đi nhớ lại thôi, không cách gì hết, xin vô lại thứ cho con chứ. Cũng tức giận lắm nhưng mà không có dám nói lại thôi. Nhưng mà cha đi xin tiền mà cha nói kiểu đó, không cách gì mà cha cũng có cho tiền cho cha nữa trơn hết rồi. Thầy đi nhớ hoài thôi, nhưng mà không biết là ý nghĩa mình thế nào. Thì các bác anh chị em suy nghĩ là tôi nghĩ là Chúa nói như thế, thì mình không có thờ một thần tượng nào khác, một ái đồ nào khác, chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Còn mình ở nhà mình gọi ba, mình gọi ba là cha là mẹ, không lẽ vi phạm cái luật của Chúa dạy hay sao đó. Nhưng mà có lẽ cha méo mó nghề gì không biết đâu, thôi thì đẹp tí thôi. Xin chào các bạn, con tôi xin tiếp lời của anh Sơn đó. Hôm mà tôi lên gặp cha ở trên cái đồng đó, anh Sơn đó, anh có hỏi mấy cha mà từ Việt Nam qua mới trả đây, là cái lời mà anh nói ông cha cũng nói là chỉ có không được gọi Chúa là cha, mà chỉ gọi cha trời. Thì hỏi cha đó, mấy tất cả những cha từ Việt Nam ở đây luôn đó, thì cha nói là ông cha sai, ông cha đã nói sai, không có đúng, ông cha đã không có được nói như vậy. Tiếp lời bệnh thường qua cái lời mà tôi được nhận là cha từ Việt Nam cha đấy xác nhận những cái lời bệnh thường đấy thắc mắc về vấn đề mà không được gọi duy một cha vậy. Xin cảm ơn. Thì con cũng có một chút chia sẻ và con thấy cảm nghiệm trong cuộc sống của mình. Nhiều khi cái lời nói của mình trong gia đình cũng vậy, hoặc là bất cứ nơi đâu, nhiều khi mà mình nói thì
nó không có được ảnh hưởng cho bằng những cái gì mình làm. Thành thử ra con phải nói thiệt là nhà con cái cũng vậy, nhiều khi con dục dã nó đi nhà thờ nhà thánh hay đi lễ cầu nguyện thì mình nói thì nó lại bảo mình nói nhiều. Thành thử ra thôi giờ con đổ chiêu khác, chú bảo thì trong như trong bài tin mừng này cho nó thì chứ con không nên nói nhiều mà con nên làm nhiều. Thành thử con đổ chiêu thì đó là con cũng muốn chia sẻ thực sự là như vậy. Các bác anh chị em, những ai có con trong này người cũng biết ấy, nhiều khi mình nói nhiều mà nó mệt mà nó không nghe mà nó cãi lại thì làm cho mình càng mệt thêm nữa, phải không ạ? Thành thử là con bảo chứ thôi bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện thôi, rồi mình cứ làm để nó nhìn vào con phải chứ. Điều mẹ không nói nó, con cứ nhìn mẹ đây này, mẹ làm cho con, mẹ không có nói nữa. Thì cũng cầu xin Chúa là từ từ rồi Chúa sẽ đánh động cách nào đó cho con cái trong gia đình. Chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm của con, tại vì trong bài tin mừng này Chúa nói là đừng có nhìn những gì người ta nói nhưng mà phải nhìn những gì người ta làm. Con cũng phải công nhận là lời Chúa nói rất là đúng. Nhiều khi con thấy hay là ai nói cái gì cũng vậy, nhiều khi mình nhìn vậy thôi nhưng mà mình lại phải coi lại coi là cái hành động người ta làm có đi đôi với cái việc người ta làm không, có phải là các bác chị em. Thì thành thử ra là con thấy cái đấy rất là đúng đấy chứ không phải không đâu. Thế con xin chia sẻ như vậy thì xin Chúa cũng giúp cho con cũng như các bác anh chị em mình luôn luôn làm những cái gì tốt trong thánh ý Chúa, làm vui lòng Chúa. Con xin tiếp tục. Em muốn nói tiếp tục là cái vấn đề là đi đến đâu đi cũng là chỉ có một Chúa Giê-xu thôi. Trong cái bài Phúc Âm nó có nói rõ ràng đi đến đâu cũng có một thầy thôi, đúng không? Làm cách nào cũng gọi là một thầy thôi chứ không ai, chứ không phải giống như là mình đi giống như những người mà ca sĩ nổi tiếng rồi mình kêu người ta nổi tiếng cũng gọi là thầy, không phải, đúng không? Thì Chúa Giê-xu nói là đến đâu cũng có một Chúa Giê-xu rồi đó. Chúa yêu cầu trong chúa yêu cầu
Hương xưa trời yêu đương,
Hallelujah.
Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Cha, 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 C
tội, con không tự cứu được con. Nhưng con biết rằng Chúa thương con, vì thế Chúa đã ban cho con Chúa Giêsu. Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc con, và đã đổ máu mình ra để tẩy xóa lỗi lầm con. Vậy giờ đây con ăn năn sám hối tất cả các lỗi lầm của con. Con tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, và con cũng tin rằng Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ khỏi chết. Con cầu xin những điều này trong danh Chúa Giêsu Kitô. Amen. Và giờ đây, xin mỗi người đặt tay lên chính mình và đọc lời truyền chữa lành. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, ta truyền cho mọi bệnh tật trong linh hồn thân xác ta và các nguyên nhân gây ra bệnh này, các người phải ra khỏi ta ngay lập tức. Amen. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta bẻ gãy mọi xiềng xích tội lỗi của gia tộc, ta xóa bỏ mọi lời nguyền rủa, mọi lời chúc dữ, mọi bệnh tật, mọi điều xấu di truyền từ các thế hệ trước cho đến bây giờ và cả những thế hệ mai sau. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta chặt đứt mọi liên hệ, mọi ảnh hưởng của ma quỷ, của sự giữ trên toàn gia tộc ta, và từ bỏ tất cả những gì thuộc về nó. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho mọi chứng bệnh di căn hay di truyền trong ta, trong cả dòng dõi ta, phải chấm dứt và trở nên lành mạnh bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Tạ ơn Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa. Alleluia, alleluia, alleluia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tay xin ơn chữa lành, xin tất cả chúng ta qua bên anh Phát và đặt tay cầu nguyện cho anh Phát, cũng như ngài xin Chúa xin thương xót cho anh Phát. Yeah.
Thank you.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh tình yêu Chúa đến muôn đời. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh tình yêu Chúa đến muôn đời. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh tình yêu Chúa đến muôn đời. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh tình yêu Chúa đến muôn đời. Alleluia, alleluia, alleluia. Yeah, that's what I'm talking about.
Thank you.
Cầu cho chúng con các thánh nam nữ ở trên thiên đàng, cầu cho chúng con nên